Bánh trung thu nhân thập cẩm, trứng muối. Mềm các bạn, vỏ bánh mềm, nhân ngon ha. Nếu các bạn thích hãy làm theo Trinh nha. Xin chào các bạn, trở lại kênh vlog của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ làm bánh trung thu nhân thập cẩm, mà hôm nay Trinh chỉ làm cái phần vỏ thôi, còn phần nhân thì Trinh đã làm lần trước rồi. Các bạn xem cái link bên dưới ha, Trinh để bên dưới cái phần làm nhân. Thì này Trinh làm cái phần vỏ, để như vậy thì sẽ tiện cho những người mà không có thời gian. Các bạn làm phần nhân trước, vì phần nhân nó cũng rất là phức tạp, nó nhiều thứ á. Thành thử là mình làm phần nhân trước rồi mình để tủ lạnh, rồi mình là sẽ làm hôm sau mình sẽ làm phần vỏ. Hôm nay Kim sẽ làm phần vỏ và đóng bánh nướng. Ở đây Kim có bột mì, Kim dùng đường có sẵn các bạn, đạt cọt sirup nè. Các bạn dùng cái này các bạn không cần phải nấu nước đường mà ra bánh nó vẫn mềm ngon nha các bạn ha, mà lẹ nữa. Công thức của Trinh làm thì rất là lẹ các bạn, làm đóng gói rồi nhồi bột cũng vậy. Rồi ở đây Trinh có dầu mè, dầu ăn, peanut butter, ngũ vị hương, baking soda, cái này mật ong. Bây giờ Trinh bắt đầu làm ha. Ở đây Trinh đã cân sẵn 300 g bột mì nha các bạn, là khoảng 2 cup 1/4. Kinh cân sẵn ở đây rồi, thì bây giờ Kinh sẽ cân nước. Bây giờ Kinh sẽ cân nước đường. Kinh sẽ cân 300 g nước đường, vì nước đường này nó rất là đặc các bạn. Các bạn cân 300 g nha. Lố chút xíu không sao các Kinh sẽ cho ở đây là dầu ăn, 60 ml dầu ăn là khoảng 4 tablespoon các bạn. Kinh cho vào đây. Rồi, Kinh sẽ cho vào đây một chút xíu ngũ vị hương. Một chút xíu thôi nha các bạn, vì các bạn cho nhiều quá nó sẽ bị hắc. Đây nè, một đầu muỗng nhỏ tí vậy thôi. Peanut butter một muỗng. Như thế này. Rồi các bạn quậy lên ha. Mình sẽ bỏ cái phần này qua đây. Các bạn quậy cái này lên. Quậy lên cho nó đều, dầu với đường với peanut butter nó quện lại với nhau á. Trong phần bột, Trinh sẽ cho nửa muỗng cà phê baking soda. Các bạn cho vào baking soda và bột và các bạn trộn đều ha. Khi bột và baking soda đã đều, mình đổ vào trong cái thau nước đường của mình á, mình trộn từ từ nha các bạn.
Mới đầu các bạn trộn bằng muỗng trước ha, tại vì nó còn ướt á, mình đeo găng tay mình trộn vô nó dính dữ lắm, nên khi mà nó đặt lại rồi á, mình hãy mang găng tay và nhồi. Bạn cứ trộn như thế này cho hết phần bột rồi mình nhồi nha. Khi đã đổ hết phần bột hết rồi, nó đã đặc như vậy nè các bạn, bây giờ mình nhồi ha, tùy theo cái bột cũ hay bột mới nữa nha các bạn. Thì các bạn thêm bột hoặc là bớt bột nha, trong cái lượng, trong cái công thức này các bạn thấy mà bột khô quá đó thì các bạn cho thêm chút nước đường, còn thấy bột ướt quá thì các bạn cho thêm miếng bột vô không sao cả. Các bạn nhồi đến khi nào mà các bạn thấy mà nó không có dính tay nữa các bạn là được. Khi các bạn nhồi cục bột thành một khối dẻo như thế này nè các bạn, rồi không có dính tay nữa ha. Rồi các bạn để bột nghỉ nửa tiếng nha, rồi mình bắt đầu ịn bánh, phải cho bột nó nghỉ nó còn nở tiếp rồi nữa các bạn. Giờ Trinh sẽ đậy cái ni lông lại và để nửa tiếng. Trong thời gian đợi bột nghỉ, Trinh sẽ làm cái nước mà để phết lên trên mặt bánh đó các bạn. Trinh sẽ dùng hai cái chồng đỏ ha. Mình sẽ dùng hai cái chồng đỏ. Mình cho vào đây một muỗng nhỏ mật ong. Và Trinh cho vào đây dầu mè nữa các bạn. Một muỗng dầu mè nha. Các bạn quậy lên. Và cái này nó hơi đặc, các bạn phết lên thì nó sẽ bị dính mặt bánh, đầy với mặt bánh nó sẽ không đẹp. Trinh cho thêm một muỗng dầu thường đó các bạn, dầu ăn đó. Tại cho nhiều dầu mè quá thì cũng không có ngon, chỉ cho nó có mùi thôi, như vậy là được rồi ha. Để đây khi mình phết trên mặt bánh đó. Bây giờ Trinh sẽ đóng bánh nha. Cái khuôn này của Trinh là khuôn 150g. Cục nhân Trinh đã cân là 100g hay 90g vậy các bạn, nhưng quên rồi. Rồi các bạn cân cái cục nhân này nha, hình như là 90g nhân. Hồi đầu Trinh làm đây nè các bạn ha, 90g nhân. Ở đây Trinh dùng 60g bột, nếu các bạn dùng ít hơn cũng được ha. Trinh sẽ rắc một ít bột xung quanh cái khuôn này nha, rồi các bạn đổ ra. Các bạn dàn ra vậy nè, dàn mỏng ra. Rồi các bạn cho nhân, các bạn cho nhân vào túm lại, và các bạn cứ đẩy lên, đẩy bột lên đó các bạn. Cứ đẩy lên vậy nè,
phần này mình cho nằm ở dưới đáy khuôn nha. Rồi các bạn xoa. Tẩm xung quanh bột. Rồi bỏ vào khuôn ịn ha. Các bạn đẩy cho bột nó đầy hết cái khuôn. Xoay dưới cái lòng nè. Bạn nhấn khuôn xuống, nhấn chặt xuống nha. Thì nó sẽ ra cái hoa văn đẹp hơn. Như thế này. Các bạn thấy ha. Cái hoa văn rất là nổi. Trinh sẽ làm tiếp ha. Trinh sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem ha. Vàng ra nè. Đẩy cái, các bạn đẩy cái bột lên ha, cứ đẩy lên từ từ vậy nè. Cái này là Trinh cho phần bột là nhiều lắm, dư giả lắm rồi á, người ta dễ làm. Có những người làm bột mỏng hơn nữa các bạn, mỏng hơn thì càng ngon, nhưng mà rất là khó, rất là khó kéo bột để mà bao phủ cục nhân á. Tẩm qua một lớp bột rồi mới bỏ vào khuôn nha các bạn, cho nó không dính. Cái khuôn mình cũng đã lăn qua bột rồi, cái khuôn này Trinh đã bỏ qua bột rồi nè các bạn. Thì mình rắc xuống á, giờ Trinh sẽ cho cái này vô, các bạn nhấn mạnh ha, lấy cái tay các bạn nhấn mạnh nè, cho cái bánh của mình nó bao phủ hết nè. Chưa mà hả, ra miếng bột ở dưới cái đáy chút. À, các bạn ịn mạnh lấy ra. Nè các bạn, bánh Trinh đã hơi ịn vào khuôn hết rồi các bạn. Bây giờ Trinh chuẩn bị đi nướng ha. Các bạn mở lò 400 độ ép. Trinh sẽ bỏ vào lò nướng trong vòng 8 phút nha các bạn. Cái lò Trinh mở 400 độ nha. Trinh sẽ cho bánh vào lò ở cái tầng thứ hai đến từ dưới lên nha các bạn. Nó cái lò Trinh nó chưa tay lên nó là 400 độ. Ở tầng thứ hai lên Trinh sẽ để bánh đây và nướng 8 phút cho tới 10 phút nha. Sau 8 phút Trinh lấy bánh ra và Trinh xịt nước ha. Cái bình xịt nước này nè, bạn xịt và để cho bánh nguội 5 phút. Sơ sơ hết các bạn. Và để cho bánh nguội 5 phút. Rồi Trinh sẽ thoa cái hỗn hợp trứng lên. Khi các bạn thấy bánh đã nguội rồi, khoảng 5 phút Trinh sẽ thoa cái hỗn hợp trứng này lên. Bạn cứ thoa đều, đừng cho nó
nó có bong bóng ngay chỗ trên mặt bánh của mình ha. Khoai dưới cái chân bánh luôn để cho nó vàng cho nó đẹp đó các bạn. Giờ Trinh sẽ thoa tiếp ha. Bạn thoa dưới cái chân bánh nè. Đừng cho trứng nó phủ mất hết mấy cái hoa văn của mình. Sau khi lớp phết trứng xong, Trinh lại cho bánh vào lò nha. Kỳ này Trinh nâng cái vỉ này lên nè các bạn, lên tầng ở giữa nha. Trinh nâng lên tầng ở giữa nè, Trinh nâng lên tầng đây. Giờ Trinh bỏ bánh vào và Trinh cũng sẽ nướng 8 phút. Trinh sẽ nướng nha. Sau 8 phút Trinh lấy ra và Trinh cũng xịt nước nha. Rồi và để cho bánh nguội khoảng 3 phút. Khi bánh nguội, Trinh cũng phết một lớp trứng lên. Và Trinh sẽ bỏ vào lò lại nha các bạn. Và lần nướng cuối. Lần nướng cuối này thì các bạn phải canh nha, từ 3 đến 5 phút thấy bánh vàng là được, là chín rồi đó các bạn. Và lần nướng cuối Trinh nướng được 7 phút. Giờ Trinh lấy ra đây để nguội nha các bạn. Các bạn phải để nguội 3 đến 4 tiếng đồng hồ rồi các bạn bỏ vào hộp, rồi qua ngày hôm sau thì các bạn ăn thì nó mới ngon ha. Bánh trung thu này Trinh làm, Trinh đã để được một ngày rồi. Nó ra dầu, bánh mềm ngon ha các bạn. Bánh vàng thơm. Giờ Trinh sẽ cắt thử. Các bạn, trứng muối, nhân trứng muối ha, nhân bánh rất là ngon ha, bánh mềm nè, các bạn thấy nè, đây là bánh trung thu thập cẩm nhân trứng muối. Đã xong rồi nè các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh cho Trinh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.